thử thách đoán quê quán của các TikToker. Sẵn sàng chưa? Thách quà à? Có quà gì không? Dạ có. Quà hôm nay còn quý hơn vàng luôn. Get go. Câu hỏi số 1, xin quê ở đâu? Tôi. Lâm Đồng. Chính xác. Câu hỏi số 2, Ngô Đình Nam quê ở đâu? Tôi. Bà Rịa Vũng Tàu. Chính xác. Câu hỏi số 3, Thiện Nhân quê ở đâu? Tôi. Đồng Tháp. Chính xác. Câu hỏi số 4, Má Cám Thành Ý Võ quê ở đâu? Tôi. Trà Vinh. Chính xác. Câu hỏi cuối cùng cực kỳ khó, thầy bé U40 quê ở đâu? Đồng Nai. Chính xác. Yeah. Thử thách kết thúc. À bây giờ con có việc con phải đi rồi. Bye bye cha mẹ nha. Quà đâu? Đây. Quà của cha mẹ là một hộp Ensugo bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và cân đối vitamin khoáng chất giúp phục hồi và tăng cường sức khỏe. Mà làm sao để biết hàng xịn hay không? Trời dễ ợt. Giờ đây đã có tính năng quét ở cái chỗ này nè, để biết được nguồn gốc và xuất xứ của sản phẩm. Và có cả bí quyết về sức khỏe dinh dưỡng, tập luyện rất hữu ích nữa đó cha mẹ. Chưa hết. Còn cái chỗ quét ở bên trong nắp bạc này, cha mẹ chỉ cần quét và đăng ký tham gia chương trình Abbott Care and Share là có thể nhận được ngay một ly thủy tinh cao cấp liền luôn. Quét lần 2 còn được tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận được máy đo huyết áp hoặc máy massage nữa. Cái này của tôi nha bà. Ủa gì vậy? Đây, chỉ cần cha mẹ vui khỏe, mọi chuyện đã có con trai Út lo.